Xin chào anh em. Hôm nay mình quay cái clip này để chia sẻ với anh em về cái cách nuôi cái con sâu Super World, còn gọi là sâu rồng. Thì anh em muốn nuôi á thì đầu tiên anh em ra cái tiệm chim cá cảnh á, anh em mua khoảng 100 ngàn, mấy chục ngàn, trăm ngàn cái con sâu này. Vừa rồi mình mua là có 100 ngàn thôi, nhưng mà rất là nhiều, rất là nhiều anh em. Mình nuôi khoảng một tháng, hơn một tháng rồi, hơn một tháng thì anh em mua ở tiệm chim cá cảnh về á, anh em bỏ vô cái khao nhựa như thế này, anh em bỏ một cái lớp cám gà con, lớp cám gà con khoảng chừng 2 phân 3 phân, rồi anh em ở dưới thì lớp cám gà con, ở trên thì anh em có thể là bỏ cái dĩ trứng gà này, rồi sau đó anh em sắt những cái lát mỏng như là củ sắn, rồi bí đỏ, củ su su, củ cà rốt, rồi ổi. Ở đây mình bỏ cái trái dưa gan nữa nè, nó cũng ăn hết. Ở dưới thì lớp cám, ở trên thì anh em bỏ những cái trái cây như thế, những cái rau củ quả như thế. Mình có thể là bỏ cải salad nó cũng ăn, để nó hút nước. Rồi anh em nuôi khoảng là một tháng, trên một tháng. Sau đó anh em chọn những cái con to nhất, cái con nó màu đen, cái đầu màu đen, cái đuôi nó màu đen, to nhất. Rồi anh em mà chọn những cái con đó, cái con to nhất ấy, anh em bỏ vô cái hũ da ua, nó hủy vô đục cái lỗ như này để cho nó thở. Hoặc là anh em có thể là cắt những cái ống nhựa bỏ vô cái khay. Đó. Rồi anh em bỏ vô cái ống nhựa, cái hủy vô u này nè. Đó. Mỗi hủ như thế là một con, một con. Đó. Rồi khoảng một tuần lễ 10 ngày sau á thì cái con sâu á nó trở thành những cái con nhộng như thế này. Trở thành những cái con nhộng. Rồi vài ngày sau á, những cái con nhộng này á là nó trở thành, nó hóa thành những cái con bọ, con bọ như thế này, con bọ. Đầu tiên á là nó nhộng nó trở thành cái con bọ, nên là nó nở ra màu trắng. Sau đó là khoảng một ngày hay một ngày gì đó thì nó trở thành cái con bọ màu cà phê này nè, màu đỏ đỏ này nè. Rồi một hai ngày sau thì nó trở thành màu đen. Rồi anh em bắt những cái con bọ như thế này, anh em bỏ vô một cái khay, cái thau nhựa, thau nhôm gì đó. Ở dưới thau á, anh em cũng trải một cái lớp cám gà con khoảng chừng 2 phân 3 phân, làm cái môi trường đẻ cho cái con sâu này. Anh em cũng nên để một cái dĩa trứng gà ở trên cái lớp cám, để anh em sắt những cái rau củ quả để lên trên cái lớp cái dĩa trứng gà đó, đó để tránh làm nó ẩm mốc cái cám gà con. Thì sau đó là những cái con bọ này nè, nó lên nó ăn những cái trái cây, những trái cây như là củ cà rốt, củ sắn, củ mì, củ bán, rồi là củ su su, vân vân. Nó hút những cái nước trong cái trái cây đó. Rồi sau đó là mấy cái con bọ này nó sẽ đẻ trứng. Nó đẻ trứng dưới cái lớp cám gà con đó. Thì khoảng một tháng sau là anh em cho gà, cho chim cá cảnh ăn không hết. Anh em chỉ cần ra
Tiệm chim cá cảnh mua một lần mấy chục ngàn thôi, anh em hết thì mua 100 ngàn về nuôi. Sau đó nuôi là khoảng một tháng, hơn tháng sau là anh em ép ép thành mấy cái nhộng, con nhộng và con bò như thế này nó đẻ. Thì cái dòng đời của cái con sâu Subwoofer này đó, sâu rồng này á, thì nó từ cái con sâu đại khái là mua sâu, sau đó là anh em ép thành cái nhộng, thành con bò. Con bò đẻ ra cái trứng và cái trứng nở ra con sâu. Sâu bắt đầu là anh em con sâu nhỏ nuôi sâu trưởng thành, trưởng thành sau đó là khoảng 3 tháng trở lên, 3-4 tháng đó, là nó anh em ép thành những cái con này. Anh em chú ý là mua ở ngoài tiệm chim cá cảnh giờ anh em nuôi ít nhất là khoảng 1 tháng đến 2 tháng anh em mới ép nhộng thành công được. Nhiều anh em là mua về ép liền thì như vậy là không thành công, bởi vì những cái con sâu này nó từ 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng trở lên thì anh em ép nhộng nó mới thành công. Chứ anh em ép những cái con non thì nó không thành cái con nhộng con bò được. Và cái con bò này đó, nó đẻ theo mình được biết đó, nó đẻ từ 500 đến 800 trứng, tùy theo con là già hay là con chưa, có thể là 3 tháng 4 tháng thì nó đẻ trứng ít hơn, và cái nó sống là ngắn hơn cái con mà anh em ép từ 5 tháng 6 tháng. Nếu mà anh em để 5 tháng 6 tháng thì ép nhộng thành công và nó sống lâu hơn, nó đẻ nhiều trứng hơn. Nhưng mà ít nhất phải từ 4 tháng, 3 tháng, 4 tháng đi lên. Nên nuôi tới 4 tháng anh em ép ra nhộng con bọ này thì nó dễ thành công. Thì vừa rồi mình ép trong cái thao này là khoảng trên 400 con này. Trên 400 con. Thì hôm nay là mình lấy ra để trong cái này khoảng vài ngày sau thì những cái con nhộng này nó trở thành con bọ. Và mình để vào cái khay, cái thao có cám gà con và để những trái cây cho nó hút nước, sau đó nó đẻ trứng. Anh em chọn những cái con, chú ý là chọn những cái con già tuổi nhá. Và khi mà nuôi những cái con bọ này, những cái con bọ này các anh em là bỏ vô cái khay có cám khoảng từ 5 đến 7 ngày. Rồi sau đó anh em sẽ chuyển những cái con bọ này ra những cái khay khác để cho nó tiếp tục nó đẻ. Và cái khay còn lại á, cái khay có trứng á, anh em để một tháng sau, khoảng một tháng, hơn tháng sau là sâu cái trứng nó nở ra rất là nhiều. Và anh em cho chim cá cảnh ăn. Anh em nào muốn là nuôi tiếp, ép giống tiếp thì anh em sẽ nuôi tới 3-4 tháng và tiếp tục là ép giống. Anh em chỉ cần là mua mấy chục ngàn, rồi sau đó anh em về nuôi cứ xây dòng như thế mà chim gà ăn không hết. Nói chung là cái con sâu này nè rất là dễ nuôi anh em. Cái con sâu này thì nó rất là nhiều chất dinh dưỡng, chim gà cá cảnh rất là mê những cái con sâu này. Sâu này mà người ta ăn cũng được nha anh em, sâu này người ta ăn vẫn được. Mình chưa ăn lần nào, nhưng mà cái này là trên mạng thấy cũng nhiều người ăn, gọi là món đặc sản. Thì sâu này nó rất là sạch, không có gì dơ hết. Thì hôm nay chia sẻ với anh em về cái cách mà nuôi cái con sâu rầm, con sâu Subwoofer này nó như thế. Thì cuối cùng xin chúc anh em cuối tuần hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào anh em.